Làm gì anh Lẹo? Trôn chụp má. Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị thân yêu. Trưa nay thì mấy anh mượn cái máy bơm á. Hôm bữa mà Bình Toàn mượn của chú chú gì anh Lẹo? Máy bơm mượn của ai? Chú Kiệt à, của chú Kiệt. Thì bơm xong sau khi mà Vinh nó lấy xe cuốc nó đi rồi á, thì giờ cái máy bơm cũng xong rồi. Rồi giờ mấy anh mượn lại cái máy bơm này để đi lên vườn của bà cái chú Út hả Tấn? Vườn này của chú Út hả? Của chú Út mà bên vợ của thằng Tấn. Ở trên đây thì chỗ bữa hổm mà mình buổi tối mình đi dĩa cá lóc với anh Bình á, thì trên này thì cá nhiều cho nên là bữa nay mấy anh sẽ lên đây để tá cá, mời các bạn cùng đi với mấy anh em mình. Cái máy này nặng dữ không ta? Nhẹ heo à? Nhẹ cỡ nhiêu ký? Sao lại khi không đậu tớ? Khi không đậu. Cái gì trong đâu anh vậy? Con chó hả? Đó cây mấy mẫu rồi. Nhiều quá ha. Đây là cái khu vườn hôm bữa mình với anh Bình Tích với lại anh Quẹo với thằng Tấn buổi tối đi vô tắt cá lóc á, xe mình đậu ngay chỗ này rồi đỏ nè, xe đậu mút ở đẳng. Đây có một cái hồ tròn tròn. Đây là vườn bưởi tống lẫm tống liễu à. Mới ăn miếng nha. Dạ hả? Ủa, nó ngọt. Ôi cá lóc, cá lóc. Nè. Nó chạy kìa. Nó đẹp ghê ha, nó mập lù quá. Coi chừng nó phóng ra ngoài. Không phóng nổi đâu. Ôi nó mập lù kìa. Lên tỉnh hồi nó chạy lên tường lên bờ luôn á. Tường lên bờ luôn hả? Tường lên luôn, trọng tự. Thôi nó chạy theo nước ngược ha. Coi chừng nó phóng ra ngoài á. Nó tường, hồi tường lên đây luôn nè. Đầu này thì hồi nãy mấy anh đắp lại rồi. Như hả? Có không? Trời, xảy xuống rồi, xảy nè. Viên cá lóc kìa. Quá chừng cá luôn nè, qua ơi. Anh Tùng, anh nói vậy
tên. Không nó vô cái đi, không nó vô đây cái đi. Để tao. Xuống đây không? Rồi tao thấy ngá lóc nằm mày. Cụp hay quá, nó nằm đó luôn hả? Chút xíu nữa à, 2 phút nữa bác sĩ nói 2 phút nữa là rồi đời rồi đó. Cứu không kịp rồi. Hay quá trời ơi. Nó có hút hả? Để. Nó có hút hả? Rớt từ luôn chưa? Rồi mà xuống đây. Quá tại công. Tại rớt điện thoại lên đây luôn mày. Dạ. Có vô nước không anh? Thấy cái điện thoại luôn. Không biết cái điện thoại anh quẹo có bị vô xịn không chứ cái áo em vô hầy luôn rồi nè. Cái áo dơ còn giặt được, điện thoại dơ là giặt không được á. Vô hầy luôn, cái áo vô hầy luôn rồi. Bụng thâm luôn. Chạy thì muốn chết. Vậy là hai con hả? Ba con. Ba con hả? Cá lóc nằm tắm bọng dừa nãy hả ta? Chạy heo muốn chết luôn. Trời ơi, bán trong tàu khủng khiếp luôn rồi. Dũng thấy cái mương này mình thấy cá lòng tông dữ lắm. Bởi hẳn mà đi ban đêm với anh Bình là mình thấy. Điện gì à? Con cá nó chui vô quần anh kìa. Ai điện tao hả? Bình. Để cho thằng Hiếu ha là con tám gì đẹp cái cổ với cái đồ đựng này. Ủa, wow, thì ông quên tám điện thoại rồi, vậy thôi vậy anh. Con đóng cổng nè. Vô ngay cây dừa cái khó bắt. Nó đây nè tụi bay. Đấy đó. Kìa nó đang xuống kìa anh Tùng. Đó đó. Nó nằm dưới cụm ngâm muốn kìa. Ồ thấy rồi. Từ từ để nó xuống kìa anh bắt nó nha. Dụ cho nó xuống đi. Rồi hết tao cũng dừa cho Tùng. Rồi. Gì mà dữ hả? Cái nó ừ, nó xuống hết nè. Quá trời luôn rồi. Thôi
cái gỗ đụng má như thiệt không có dấu chứ. Thôi ôi quá chừng cái không đụng má thua cái nữa. Mệt. Thua cái gì? Thua cái tay nữa. Kìa. Giờ sao? Ê mày làm gì nước chảy dưới. Từ từ. Lại tới tụng cho nó quậy vài cái nữa tụng. Để nó cho nó quậy vài cái nữa. Cho nó quậy lần cuối đi. Dở dở lên cho em coi cái thằng Công với nha. Ủa, ôi, từ từ. Từ từ giờ em coi chứ. Hồi đến hồi hồi dở nó. Ôi ôi. Quay đặng sao quay không hả? Ôi cái. Để cho nó quay. Bỏ cái xô qua đây đi, anh Tổng. Mẹ cho nó nhiều. Bỏ cái xô. Bỏ cái xô qua đây đi. Bỏ cái xô đang ngồi lùi à. Nay mẹ kệ nó. Bóc cái xô ra bóc cho ngoài. Rồi lên đi. Tắt đi tắt đi. Mình không có lội xuống được tại vì mình không có đem theo quần áo. Cái quần bà ba này lội xuống hồi cái lên không còn không có còn cái quần. Bữa nay tới quầy làm chó rồi, hôm qua tao làm chó rồi. Ngay. Bao. Làm chó là làm gì? Mày nhìn cái gỗ vô lên tao bắt cá lóc luôn. Đợi nó lâu quá. Coi anh Tùng bắt cá lóc anh từ từ nha anh Tùng. Từ từ chậm chậm thôi nha anh Tùng. Ôi ôi. Mấy con lại ba con phải không? Đập con rồi. Trời ơi, đợi em cái anh Tùng. Con là con đập hả? Đâu rồi ta? Chuyện đó đủ máy rồi, con sót con hả? Mưa này 5 con, 4 con. Mày lỗi dấu chân nào ra dấu chân đó nha, đừng gọi từ luôn. Thì á, chú hãy chui vô đống bụng của anh Huệ ta. Chú. Đâu rồi ta? Đéo đụng nó luôn mà. Chú. Rồi dẫn rồi. Hồi qua, chừng cái thằng Công luôn kìa. Mẹ nó chú đâu rồi ta? Còn chừng cái tấn từ từ tấn để mày dỡ cái gỗ lên cá lóc nó mất, đừng có lên gỗ nữa. Lên nó đụng cái giò tao chứ đâu. Đụng mẹ chú nó hay gì. Cá lóc này bắt không được thôi mơ gì. Bỏ ngoài vậy. Thôi quá chừng nó không công luôn kìa. Đâu rồi mày? Mày nó quẹn cái đúng không? Ừ quẹn cái mất á. Mày đừng dỡ gỗ lên nữa nha tấn. Để cái giò tao đây nó khi nào chạy qua được. Thì ta. Không lại quẹo đâu, nó còn dưới đồng nè. Nó làm nó chuối cái đầu ha chứ cái gì mình nó luôn. Đụng mẹ nó quậy cái kìa. Kỳ mày. Quẹo tay quẹo đứt còn sâu quá mà anh quẹo vô mò luôn hả? Tối nó mò cái kia có bị gì đâu. Cái những tùng những tét gì đâu tội. Bây giờ rồi sau lưng mẹ cái gì tụng có sau lưng mẹ hai chân tấn ừ đó 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 mới đụng mẹ đụng đụng vô giò tao nè thôn vậy hả thôi cá lóc thơm ha thơm y như mình tụng rồi thôi cho mày quá mày tống ừ vô rồi ừ không đây. Cũng được ủa mới khúc nằm thôi mấy ông nội trong tụng cái đống mới mày vậy sao bác nè dớt một cái gì nè không mày lùa nó xuống dưới đi mày đẩy xuống dưới ngực luôn mày để xịn xuống đi xuống đây nè có nước dớt ừ chứ dậu mày xịn vậy sao dớt lộn mà tổng chạy sao gớt cái điện thoại tao xuống mương mày nó bỏ thối hen vậy tao lùa xịn xuống nè lại đó kéo con tay cái thằng Tâm vậy nó lại nó tâm xịn vậy mày chụp đi nhân mua băng vệ sinh được không quẹo thấy vụ mà hỏi kỹ để không có này cũng dẫn cái mua khác không mua cái nào cũng băng hả anh cái nào cũng băng sao mày bạn bè mà mày chơi kỵ mẹ mày ngồi tên bờ mày ăn này hôm qua tao làm chó rồi hôm qua mày nói gì hôm qua tao đi tác dũng rồi vậy hả mấy nó tên bờ ừ mà, như là hai phiên hả này tới mấy nó làm chó này tao tên bờ tao không có à ừ quá cảm sơ kìa không không đậm quan ra bữa nè ha 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 đẻ gỗ nè bữa nè dùng cái xô thôi dùng cái xô xuống đi nha ngồi ở cái xô qua ngồi gì à có nơi có chỗ qua bữa ngon
thử ngọt không? Ngọt như đường. Ồ, xịt nước cho mặt hay luôn, luôn. Ăn kỳ quá. Ăn công chuyện của Tết này. Ăn hay sao? Ngọt ha. Đã khác nữa. Ăn khác nước. Này quá, có nước này quá. Lắm uống rồi con cay á. Mình dân vườn muốn ăn gì cái ra vườn hái ha. Ngon ha. Mà không phải vườn của mình, nó vườn của người ta. Vườn của người ta. Ăn thử đi. Ăn đi. Ăn nãy giờ ăn quá trời rồi. Ăn chịu ỉa cả bữa không. Mày đưa tao ăn mày kêu. Vậy. Vậy cái máy mày. Ăn bữa dễ ỉa. Ăn vậy kêu. Ủa lông tông đây nè. Cô có nổ đen nậu tân nè. Quá chừng luôn á. Cái mắt te nữa rồi. Hồi nãy mình biết mình thay bộ đồ, mình thi theo mình sốt ha. Bận bộ đồ này đâu có làm được cái gì đâu. Để tụ hết tụ ở đây quá tại nè nên nó luôn nè. Nè mẹ nó thả nó đi. Còn cái xô này dần sao ta? Cánh tỏi này. Cánh tỏi này nặng hồi hồi rửa trà lại miếng cá lóc vẫn không bại rồi hả? Giờ tay tao sao? Quá nồi gì con chó. Tùng đến ra hay gì chứ. Ngồi chứ thấy con cá lóc rồi ngon ghê. Cá được mấy con rồi hai? Cái Dũng nó mát á. Mình nè, mình đi trên bờ chứ mình không có lội xuống Dũng mà mình mấy mình y như lội Dũng. Hay. Đỡ hơn mấy người với Dũng chút xíu. Có một mình tòm nó bận quần cọc nó không dính quần. Thu đội. Vậy cái máy đó mình phải không? Ngọt quá à. Ngọt quá anh ta. Ủa nè, cái tay mày hồi nãy rửa tay chứ. Mày rửa tay chưa? Mày đưa tao ăn. Nó cũng có cái, nó cũng có khoảng cách nhiệt hả? Anh mệt rồi, cũng mới ăn mệt. Ghê quá, mình đâu ấy. Phải có cách nhiệt chứ. Hồi nãy á. Hồi nãy nó tóm lại là mình đi ỉa. Mà phải tao tả mà tao ăn. Mà phải ghê. Có cách nhiệt luôn. Mà tả mà tao ăn. Mà phải ỉa luôn. Dạ, cái này mà không quá vậy. Mày cầm cái này với chứ, cái này nãy ai cầm? Không. Cái này tao gọt là tao gọt cái này nè, hiểu không? Xong rồi này nè, rồi lột cái nó đó sạch là tao... rồi. Thôi ấy. Nè, tự lột miếng này đi. Tao không ăn. Tả mình. Ấy. Ghê quá. Ghê mà tự ơi. Không phải hàng chi đã ăn ngon ghê. Hồi nãy hồi cái người đầu tiên chạy vô vườn là Bình Tồn. Có nghĩa là Bình Tồn chạy xe dẫn đầu đội quân chạy vô trong cái vườn này của chú Út. Nhưng mà thằng Bình Tồn mình không biết sao mà Bình Tồn chạy vô. Xong rồi ảnh đi thẳng một hơi vô trong luôn. Đi thẳng một hơi, không nói tiếng nào, đi thẳng một hơi. Mật mạch vô trong keo luôn, hồi nó ra cái mình hỏi đi đâu rồi. Nói đi ấy, không biết có không. Ghê quá. Ăn đi, để nó ăn. Sau khi mà bơm tát ở dưới cái mương này rồi á, thì giờ kế bên thì có cái hồ. Thì giờ mấy anh qua bên đó tát cái hồ đó. Bên đó mấy tát cái hồ đó rồi mấy cái hồ, mấy cái dũng khác có tát luôn không? À, tát cái hồ đó thôi về. Tát cái hồ này có mười mấy ký, tát gì nữa? Thiệt không? Cái hồ đó cá lóc dữ lắm hay gì? Để đây nè, cho đừng gặp gần. Để sao cho đừng gặp gần á. Bình Tồn. Bình Tồn. Dũng này có, cái hồ này có cá lóc không? Sao không gà vô cây luôn. Ở chữ đó. Gặp gần nè. Nhìn cảm thấy. Ở đây có một cái hồ. Mình thấy ở Đà Nẵng có cái nền nhà. Ở đó là có cái nền nhà hồi xưa. Cái hồ này là có hai cái cây này là hai cây cầu tiêu hồi xưa. Nhưng mà xưa dữ lắm xưa rồi. Chim nó ăn nó là vậy.